Chụp xua bóng bóng được ăn khía, welcome back nhôm sạp bạc. Chia mà chắc hàng mua đến trên salon và bóng bóng được ăn khía. Ok, cho ngày ní, hai chị chung áo lên nhôm màu tặng đồ chẳng đèn đèn nhá. Bà ngày ní cực nhôm riêng cùng rồng cá. Bà mình mẹn rồng, riêng cùng rồng cá. Ít bà đây bà đây ná, cùng vô chung lắm á. Ông hai mùi tiết mình mẹn nhôm tinh cá. Ai quạt ấy tê bà quạt tinh luôn ấy ní hàng cá nó chật năng này bà đông bà. Cứ thế ngày nì, cứ chưa thế ngày, khuôn đồ mình cũng đã ngày khuôn, chưa ngày chay. Bà, rộp bóc cả nhà, vì rẽ nè. Bà, ok, cho ngày nì, nhóm thời thọt mùi quát, bà để cái nát mong bùm buồn. Bà, hay, lời nì, nhóm hay nâng, trả lời cứ rịp cùng rôn ca, surprise quát bà. Nhì men, chai khổ tăng mong bơ nhì men. Khổ tăng mong bơ đi. À, khổ mấy thơ luôn hay tăng mong bơ. Ôi, sao hài nè. Hay càng, cũng mong tăng bị dục. Dương mơ là biệp tha, hộ ơi cái. Công chứng chứ. À, lỡ mong chật đọp ấy nè, bông bón, mong chật đọp ấy. Bà, ok, chẳng bóng bóng được ạ. Anh chẳng ngày nay nhôm tập surprise quạt trong bóng bồn ngọc nia trong đơn thang. Về được quạt mới bị tổn hơi. Bóng bồn ngọc nia. Về đây nhôm tập surprise quạt tới quạt sắc là đẹp nè. Bụng thùng được thang nhôm sạch cũng đẹp nè. Ý chẳng á. Trong bóng bồn ngọc nia tam đan bị tổn ngọc nia. Ok. Nay trong gì thang chạy. À lời nữa. Cái nát quạt mong bồn quạt trong mặt đó này. Thấy bụi trong nẹt surprise nhất thử. Ai mới thử bồn này. Ok. Điện thoại thôi. Lấy giấy tờ phát cà phê. Tiền ngọc nia. Ok. Nàng ngày bóng bồn là lời nó cứ thang. Ú sạc cam đó là nẹt. Mưa đã bị tổn quạt đơn ngay. Thì bị thang cầm pool. Vì mình nẹ nhọp đầy nhọp trường ui nôm mười tha sman ta lìa ở hai ta ok lời nâng cứ tha tỏ dương lang từ lửa surprise quạt từng ở khnì à chắc bắt đầu mới nè tỏ dương ô nâng ngày lịch bật chè trong ngày tha muôn nâng ba mặt đo nâng cứ bay mau và quay chăm ok tới cặp bụng đẹp thọt cái việc đấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền nó bắt đầu cái cá nó lên cả sân quá bên đây này.